Tiếp theo trong chương trình, buổi giao lưu của đoàn múa ballet hiện đại Mỹ Trey McIntyre tại thành phố Hồ Chí Minh. Nicolas Cage trở thành người hiến thận cao tuổi nhất tại Anh. Thưa quý vị, nằm trong chương trình giao lưu văn hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, sau chặng dừng chân tại Hà Nội, đoàn múa ballet hiện đại Mỹ Trey McIntyre đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta biết múa là một loại hình nghệ thuật kén người xem, nhưng mà đối với Trey McIntyre thì họ lại chủ trương phổ biến loại hình múa đến với mọi người. Mời quý vị cùng chương trình 60 giây của chúng tôi tìm hiểu điều này qua một buổi giao lưu tại nhà hát thành phố vào sáng nay. Chủ trương lấy nghệ thuật múa ballet làm nền tảng để tạo ra các điệu múa hiện đại và sống động, Trey McIntyre đã gây ấn tượng mạnh nơi khán giả, vốn cũng là những nghệ sĩ trong ngành tại buổi giao lưu. Múa là ngôn ngữ giao lưu quốc tế và là một vũ đoàn chuyên nghiệp. Nhờ múa, chúng tôi học được đặc trưng giữa các nền văn hóa trong thời gian rất ngắn. Sang giao lưu và biểu diễn tại Việt Nam lần này, đoàn đã giao lưu với nhiều đoàn múa tại Việt Nam. Sự chuyên nghiệp khiến các diễn viên dễ dàng hiểu nhau. Họ có rất là nhiều điều để mình học hỏi, từ về kỹ thuật, về cách tư duy, về cách sáng tạo, dựng bài múa. Đưa nghệ thuật múa đến cho mọi người. Những người tham dự buổi giao lưu với đoàn múa Trey McIntyre đều cảm nhận được điều này khi xem tính hiện đại được thể hiện gần gũi trên nền tảng của truyền thống. Là một đoàn múa chuyên nghiệp nên Trey McIntyre làm việc liên tục từ 10 giờ sáng nay cho đến chiều tối, và sau đó họ lại có buổi công diễn tại nhà hát lớn thành phố vào lúc 18 giờ tối nay.